Đấy, hôm nay trường Lý mua vật liệu, đồ lên cho cháu Hòa tương đối là đầy đủ rồi. Tuy nhiên là chắc là vẫn còn thiếu một số cái thứ lặt vặt. Đấy, thì bây giờ mình giải quyết cái khâu vật liệu trước. Đấy, mua cho cháu Hòa là 1 tấn xi này và 2 khối cát cho các bác nhé. Đấy, với lại 600 viên gạch bi để xây, bởi vì cháu Hòa đã làm xong được cái bể phốt rồi. Thì 600 viên gạch này chắc chắn nếu mà có thừa thiếu thì cũng chỉ thừa thiếu một chút thôi. Tưởng chưa tiêu thì cho vay ít để mua xe. Và hôm nay mình cũng mua được một cái tủ cho mít tủa, tủ đựng quần áo ấy các bác nhé, đang để trên kia. Lại một cái bị nhọt, một cái bu để nhốt gà con. Đấy, đây là để nhốt gà. Cái bu này là trường Lý mua lâu rồi, nhưng mà trước trường Lý cũng nuôi gà nhưng mà bây giờ lười quá. Nuôi gà ở thị trấn nó mùi lắm, nhà ở thị trấn không rộng, đất hẹp nên là rất là mùi nên là mình không nuôi gà nữa, mang lên cho tủa nuôi thôi. Thế trở thêm 200 nữa nhỉ? Chả thấy bảo bó rồi. Đi xe vẫn là hơi nhẹ đúng không? Nhẹ mà. Hết chưa? Còn 13 nữa. Tưới cho nó phanh đỡ bị ấy đúng không? Bị khô. Đi sang A Tủa. Cái tủ trước là cho sang A Tủa. Mua cả cái bồn cầu kia cho mít tủa. Mỹ Hòa. Hai cái là một cái. Một cái thôi. cái đấy đó để ở bên trên cái bồn cầu này ấy, để xả nước này. Đấy mang về. Cả ống nước cháu Hòa mang vào trong kia rồi. Rồi mình sang đưa cái tủ cho mít tủa cái các bạn. Đưa cái lồng đây là lồng để nhốt gà con, xong là mình nếu lạnh thì mình thắp điện vào đây. Đấy, mình quay mình thắp điện vào sẽ đảm bảo các bạn không, trên này lạnh gà chết hết các bạn. Ổn không? Nhẹ đó mà. Đấy. Đấy hộ về xuống luôn cho mít tủa ấy.
Ơi. Làm cả tủ cho mấy tủ đựng quần áo cho nó mát mẻ, sạch sẽ. Để mấy nữa còn lấy pot đi ạ. Đèn tủ có nhà đẹp rồi. Nhà đẹp. Tủ có nhà đẹp, tủ đẹp rồi. Chú Trương đừng có sang nhiều ấy. Lấy tủ về lại béo chú Trương thì chết. Giúp được nha. Thi thoảng giúp. Giúp mấy tủ. Mấy tủ mấy đây đang đau tay các bác nhé. Bị cái tay bị lên đinh. Đó, không khỏi được các bạn. Vừa rồi là vừa mới bóp rồi. Vừa mới bóp cho mấy tủ. Cái tay nó nhọt kia không phải nhọt nữa cơ. Không, bóp rồi, bóp ra rồi, đỡ rồi. Đang đau, nhăn nhó. Đau lắm không? Đau lắm ạ. Đau lắm à? Ừ. Xem nào. Đấy. Đấy thế này luôn nhé. Ờ, để ốp vào trong kia đi. Nó ốp mà, để ốp vào chủ yếu là. Để cái này nhé. Đấy. Ờ. Đấy. Đấy. Mấy nữa cho vào chỗ này cũng được này. Để thôi cứ 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 để đây dạ cho để gọn. Góc này có khách vào nhìn nó đẹp hơn. Sau này có điều kiện lấy làm cái bóng nước đó. Đấy. Đấy, cho nó. Đấy, cho hết vào. Ủa, vẫn đủ lên chú tí à? Chú và cháu ra đây cho các bạn chú. Đấy, mấy nữa là... Ồ, quên không mua thêm móc. Đấy. Thêm móc vào gọn gàng rồi đi đi về xuống xi đi không xe nó chờ hết chưa bóp ra hết chưa mai ừ thế kệ nó để mai mai bóp tiếp từ từ làm thôi một phát nó không khỏi ngay đâu ừ. Cuộn sát trùng nhà có mang lên chỗ có cuộn sát trùng có cả cuộn bông to đấy ừ. Thôi cứ giữ sạch nhá không được làm cho nó bẩn nhá đấy một tủ cho để quần áo nhá để quần áo nhá để quần áo cho nó sạch sẽ này đấy đấy đấy. Còn cái này mai anh lắp khóa vào xong là có cái khóa nó không cho vào đây à? Đi đâu rồi? Có cái khóa đâu. Con bảo nó chèn cái khóa vào mà. Rồi. Cái này vác củi nhiều lắm nó bẩn. Ừ. À vác củi bảo là giặt sạch xong rồi cho vào nhá. Ừ. Thôi cứ kệ đó. Ờ kệ đó. Tay đang đau. Để hôm nào hết tay đau không giặt. Xong rồi cho hết quần áo vào nhá. Ừ. Chỉ để một hai bộ ở ngoài thôi hay mặc để ngoài thôi ừ, đi rửa tay rất sạch sẽ giữ đừng cho bẩn nhá không là cụt tay đấy đấy rau mí tủa là cũng hôm qua trồng được rồi à, trồng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luống rồi được 8 luống rau cải các bạn đấy. Nhưng tủa tay đau quá nên là chưa trồng được hết các bác nhé. Rau non ở kia thoải mái tỉa ra trồng được rồi. Rau trên này cũng khá là to ở đây này. Ôi, tỉa ăn được rồi. Tí nữa rửa nước nóng nước muối nữa. Rửa nước muối. Dùng nước muối rửa nhá. Muối rửa à? Ờ, ngâm nước muối rửa cho nó sạch. Rồi. À, bây giờ mình lại phải về để lên lớp các bạn. Đấy, dạo này là trường Lý cũng khá là bận đang tiếp tục giúp nhà cháu Hòa làm cái nhà vệ sinh vì vậy là mấy tủa là cứ hôm nào rỗi thì trường Lý sang nha các bác nhé. Xin phép kết thúc video ở đây.